vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin thời sự chiều nay. Bản tin đang được phát trực tuyến trên các nền tảng Hưng Yên TV Go, Fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Nhân kỷ niệm 155 năm ngày sinh bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Bác Hồ, và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An đã trang trọng khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2023 và chương trình nghệ thuật Người Mẹ Làng Sen. Dự buổi lễ, về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lễ hội Làng Sen năm nay diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 5. Điểm nhấn của đêm khai mạc lễ hội chính là chương trình nghệ thuật Người Mẹ Làng Sen, đồng thời diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm tôn vinh những phẩm chất và giá trị nhân văn sâu sắc của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê gốc ở thôn Vân Đội, xã Hồng Tiến, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên, và anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau 5 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi viết về chủ đề Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ đã nhận được trên 52.700 bài của các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh gửi tham gia. Các địa phương đơn vị có số lượng bài dự thi cao như Đảng bộ huyện Ân Thi trên 12.400 bài, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trên 7.000 bài, Đảng bộ quân sự tỉnh trên 6.000 bài, thành phố Hà Nội trên 16.200 bài. Nhìn chung các bài dự thi được đầu tư công phu, phần liên hệ thực tế phong phú, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và rút ra được những bài học kinh nghiệm cho bản thân trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nguồn tư liệu quý phục vụ cho công tác nghiên cứu sưu tầm, bổ sung tư liệu về Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ trong thời gian tới. Sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Với chủ đề Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc, chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình đặt mục tiêu sẽ hỗ trợ làm mới từ 7.000 đến 8.000 nhà. Ngay sau lễ phát động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã phát động cán bộ công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mục tiêu đạt 1 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong tháng 5 năm 2020. Công an tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế và lực lượng quản lý xuất nhập cảnh 13 tháng 5 năm 1953, 13 tháng 5 năm 2023. Trải qua 70 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành, lực lượng an ninh kinh tế và lực lượng quản lý xuất nhập cảnh cả nước nói chung và công an tỉnh nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, vượt mọi khó khăn thách thức, lập chiến công góp phần bảo vệ độc lập tự chủ và ổn định kinh tế, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo nghị quyết việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT. Theo đó, đồng ý giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý mở rộng phạm vi giảm thuế với tất cả hàng hóa dịch vụ. Nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ tán thành sự cần thiết giảm thuế giá trị gia tăng, song không đồng tình với đề xuất mở rộng phạm vi hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế như chính phủ đề xuất. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng phạm vi áp dụng nên theo nghị quyết 43 vì khi đó Quốc hội đã tính toán kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, thu ngân sách năm 2023 dự kiến sẽ rất khó khăn, việc mở rộng diện giảm thuế phải rất cân nhắc. Sau 3 năm ảnh hưởng dịch Covid-19 không thể sang Việt Nam trực tiếp giám sát, thu mua vải thiều, đến nay đã có trên 200 thương nhân Trung Quốc đăng ký đến Bắc Giang để khảo sát, giám sát, ký kết hợp đồng thu mua vải thiều xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Danh sách các thương nhân Trung Quốc đã được Công an tỉnh Bắc Giang gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để làm các thủ tục cấp phép nhập cảnh. Dự kiến cuối tháng 5, các thương nhân Trung Quốc sẽ bắt đầu nhập cảnh sang Bắc Giang để tham gia tiêu thụ vải thiều chín sớm. Đến nay, Trung tâm Khuyến nông và Xúc tiến Thương mại Bắc Giang đã ký kết 34 biên bản thỏa thuận hợp tác đối với các chợ đầu mối nông sản, sàn giao dịch thương mại điện tử, các chuỗi siêu thị doanh nghiệp để tiêu thụ khoảng 110.000 tấn vải. Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay diễn ra từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 với chủ đề nước an toàn và đầy đủ cho mọi người, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân giữ vệ sinh môi trường nơi sinh sống, phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng dân cư.
Theo đó, các hoạt động được đẩy mạnh trong tuần lễ như đẩy mạnh công tác thông tin giáo dục truyền thông để tạo ra sự thay đổi lớn về hành vi của người dân trong việc bảo vệ nguồn nước, đấu nối và sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hành các hành vi vệ sinh cá nhân và giữ gìn vệ sinh môi trường công cộng. Gắn việc tuyên truyền thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chú trọng đến việc thu gom phân loại, xử lý rác thải nông thôn, làng nghề. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa có công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm vụ cháy tại số nhà 144 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vào chiều qua khiến 3 người thiệt mạng. Vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh phòng trà Nhật Hàn tên Akatsuki tại số 144 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Tiếp tục là thông tin về vụ cháy nhà sáng nay khiến 3 bà cháu tử vong tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Theo đó, vụ cháy xảy ra tại căn nhà 4 tầng, đường Thành Công, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng kiểm tra các tầng phát hiện 4 nạn nhân đã tử vong và 1 người bị bỏng. Trong số 4 nạn nhân tử vong có 3 trẻ em và 1 người già. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Brazil, tình trạng chặt phá rừng tại Brazil trong tháng 4 năm 2023 giảm 68% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, rừng Amazon đã mất khoảng 327,71 km2 diện tích trong tháng 4 năm 2023, thấp hơn con số 455,75 km2 trung bình được ghi nhận vào các tháng 4 trong lịch sử. Qua đó, Brazil đã chấm dứt xu hướng tăng phá rừng kéo dài 2 tháng liền. Kể từ đầu năm nay, Brazil đã mất 1.173 km2 rừng, giảm 40,4% so với năm ngoái. Đây là tín hiệu tích cực rõ ràng đầu tiên về bảo vệ rừng kể từ khi tân Tổng thống Lula da Silva nhậm chức hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định vẫn còn là quá sớm nếu muốn khẳng định tình trạng chặt phá rừng có xu hướng giảm, vì quãng thời gian chặt phá rừng đỉnh điểm là sẽ rơi vào khoảng tháng 7 đến tháng 9. Khi lên nắm quyền, Tổng thống Lula da Silva tuyên bố chính phủ Brazil không chỉ nói miệng về việc bảo vệ môi trường mà sẽ quyết tâm thực hiện cam kết chấm dứt tình trạng chặt phá rừng vào năm 2030. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo sau khi châu chấu được phát hiện ở phía Bắc và Đông Bắc Afghanistan đe dọa vụ thu hoạch lúa mì tại đây. Phao cảnh báo một đợt bùng phát quy mô lớn của châu chấu, một trong những loài gây hại thực vật nguy hiểm nhất trên thế giới, trên 8 tỉnh trong vựa lúa mì của Afghanistan trong năm nay, có thể phá hủy tới 1,2 triệu tấn lúa mì, tương đương khoảng 1/4 tổng sản lượng thu hoạch hàng năm. Điều này sẽ làm trầm chậm thêm tình trạng mất an ninh lương thực. Đại diện của FAO tại Afghanistan cho biết, cùng với các đối tác, cơ quan này đang chạy đua để giúp giảm tác động của đợt bùng phát. Đầu năm nay, chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo 6 triệu người tại Afghanistan chỉ còn cách nạn đói một bước chân. Trung Quốc đã tiến hành chạy thử nghiệm tàu đường sắt treo ngược trên không tại Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Dự án đường sắt trên không nằm ở miền trung Trung Quốc với chiều dài là 26,7 km. Đoàn tàu sẽ chạy trên hệ thống ray treo ở phía trên nóc tàu, mang lại cảm giác giống như đoàn tàu bị treo ngược. Điều này sẽ mang lại cảm giác thích thú cho hành khách đi tàu. Khi tàu chạy trong thành phố vào ban đêm, nó sẽ càng trở nên rực rỡ và nổi bật hơn. Việc treo tàu trên một đường ray duy nhất được đánh giá là một giải pháp thông minh so với tàu ray truyền thống, bởi tàu sẽ chạy êm ái hơn. Đặc biệt, chuyến tàu này được thiết kế cho cả đi lại và ngắm cảnh, sử dụng lợi thế của giao thông hàng không 3D và góc nhìn tham quan rộng 270 độ, mang đến cho hành khách một trải nghiệm mới. Các vùng nông thôn ở Hàn Quốc thường xuyên bị thiếu lao động do dân số già của đất nước. Một nhóm nghiên cứu tại quốc gia này đã phát triển một hệ thống robot trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết vấn đề này. Đây là một trang trại cà chua trong nhà. Hiện là mùa thu hoạch và trang trại đầy cà chua chín đỏ.
Tuy nhiên, không có con người, chỉ có một robot hình chữ nhật. Khi robot quyết định cà chua đã sẵn sàng để thu hoạch, nó sẽ ngừng di chuyển và mở rộng cánh tay robot của mình. Cánh tay nắm lấy đầu quả cà chua, dùng kéo cắt bỏ chúng, rồi đặt vào một chiếc hộp gắn phía sau robot. Khi hộp đầy, robot thu hoạch sẽ gọi robot giao hàng. Robot giao hàng sau đó sẽ vận chuyển chúng đến bến xếp hàng. Độ chính xác của robot trong việc nhận dạng cây trồng là khoảng 90%. Khi hoạt động 24 giờ một ngày, nó cho thấy hiệu quả hơn khoảng 80% so với con người. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.